Hội đồng Nhân dân huyện Trảng Bom đã khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 nhằm xem xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, thảo luận quyết định phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trước khi diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 6 tháng đầu năm 2024, huyện Trảng Bom thu ngân sách đạt 69% dự toán tỉnh và nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện giao. Đến nay, toàn huyện có 10 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, một xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông lâm, thủy sản đều tăng so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kỳ họp đã tập trung thảo luận và thông qua 7 nghị quyết quan trọng về bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2024. Điều chỉnh bổ sung dự toán thu chi ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công và một số vấn đề khác.